Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 237. Thiên quan rời đi không bao lâu, thiếu niên kia lại tới, hắn ta nhìn chằm chằm Ngô Bình nói, thì ra ngươi là người phụ trách nơi này, nghe nói ngươi không muốn luyện chế huyền hoàng đại đạo đan và huyền thiên cấm đạo đan cho. Thiên đạo môn. Ngô Bình nói, việc luyện chế hai loại đan dược này cần có dược liệu quý giá, hiện tại trong kho không có. Người thiếu niên ném một cái túi qua, nói, đây là 20 phần dược liệu luyện đan, hiện tại ngươi không có lý do gì để từ chối nữa phải không? Ngô Bình nhìn thoáng qua, thấy đúng là dược liệu luyện đan, hơn nữa cũng lâu năm rồi nói, loại đan dược này có tỷ lệ thất bại rất cao, cho dù luyện chế 10 lần cũng chưa chắc đã thành công được một lần. Thiếu niên thiếu kiên nhẫn nói, điều đó không quan trọng, nếu hết dược liệu thì có thể tìm ta để lấy thêm. Ngô Bình, hơn nữa luyện đan rất vất vả, người hãy cho ta thêm 10 tỷ khố. Phiếu. Thiếu niên cau mày, nhưng vẫn nói, khố phiếu không là gì cả, ta sẽ đưa cho ngươi cái này. Hắn ta ném một cái túi cho Ngô Bình, anh cầm lấy và nhìn vào trong thì thấy trong đó có 3 quả tiên thơm ngát. Thiếu niên nói, đây là quả trường sinh, ăn một quả có thể tăng thêm 3.000 năm tuổi thọ. Ngô Bình trực tiếp lấy một quả ra và ăn, sau khi cảm nhận được sức mạnh trong đó, đôi mắt anh mở to. Trong quả trường sinh có một loại dược lực, thực sự có thể kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, nó cũng có thể trì hoãn tai kiếp giáng xuống. Trên thực tế, dù là cường giả ở tê thiên cảnh hay là cường giả ở hỗn độn cảnh thì sau một đoạn thời gian đều phải trải qua tai kiếp, sống càng lâu thì tai kiếp càng mạnh. Ví dụ như tu sĩ hỗn độn cấp 10 về cơ bản sẽ phải hứng chịu lôi kiếp mỗi 1.000 năm một lần. Loại lôi kiếp này, sau 10 lần sẽ có sát thương rất lớn, chỉ có chưa đến 30% có thể sống sót. Điều này đã dẫn đến việc nhiều cao thủ hỗn độn cảnh đã dứt khoát dùng vũ khí tự giải thoát để tái sinh và tu luyện lại một lần nữa. Chỉ là quá trình tái sinh có rất nhiều biến số và nhiều người không biết kết quả sẽ như thế nào. Ví dụ như cường giả tề thiên cảnh, được cho là có thể sống lâu như trời đất, tỏa sáng như mặt trời và mặt trăng. Nhưng trên thực tế, cứ sau 3.000 năm, năng lượng tiêu cực sẽ tích tụ quá nhiều trong cơ thể và gây ra thiên kiếp. Năng lượng tiêu cực sẽ càng ngày càng nhiều và thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trải qua mười mấy lần thiên kiếp, uy lực đó cũng khá kinh khủng, lúc đó sẽ có rất nhiều tu sĩ tả thiên cảnh chết trong thiên kiếp. Và loại quả trường sinh này có tác dụng làm suy yếu năng lượng tiêu cực và trì hoãn tai kiếp. Nói một cách đơn giản, nếu một cường giả tê thiên cảnh ăn quả trường sinh thì phải sau 6.000 năm mới phải chịu đựng một lần thiên kiếp thay vì 3.000 năm. Thiếu niên nhìn chằm chằm và hỏi. Quả này rất khó xử lý, vậy mà ngươi lại trực tiếp ăn nó. Ngô Bình cười nói, ngươi còn có bao nhiêu quả trường sinh này? Thiếu niên, sao vậy, ngươi muốn à? Vậy thì luyện ra đan dược đi. Ngô Bình, giờ như vậy đi, ngươi yêu cầu ta luyện chế hai loại đan dược, ta sẽ cố gắng hết sức, mỗi lần ta đưa cho ngươi một viên đan dược, ngươi lại cho ta một quả trường sinh, thế nào? Thiếu niên sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Ngô Bình muốn có được nhiều quả trường sinh hơn nên ngay sau đó đã đến phòng luyện đan. Anh đã làm được một số viên huyền hoàng đại đạo đan từ động kim đỉnh, lò đầu tiên là thượng phẩm, anh đã luyện chế 4 lò và có được 16 viên đan dược cực phẩm. Huyền thiên cấm đạo đan thì hơi khó khăn hơn một chút, tới lò thứ 3 mới đạt đến thượng phẩm, lò thứ 4 là thượng phẩm. 4 lò đan dược, anh luyện chế được tổng cộng 12 viên đan dược. Thiếu niên vẫn luôn đợi trong phòng khách, đợi từ giữa trưa đến hoàng hôn. Khi Ngô Bình vừa ra khỏi phòng luyện đan, hắn ta lập tức tiến lên đón anh, háo hức hỏi, xong chưa? Ngô Bình đưa cho hắn ta 2 bình đan dược và nói, 12 viên huyền, thiên cấm đạo đan, 16 viên huyền hoàng đại đạo đan. Thiếu niên lập tức lấy ra một viên huyền hoàng đại đạo đan, ngay khi viên đan dược này ra khỏi bình, nó đã biến thành một hình người cao hơn nửa mét, ngồi xếp bằng trong khoảng không, bên ngoài cơ thể có 9 tầng ánh sáng. Viên đan hình người này cũng liên tục đọc những câu thần chú kỳ diệu, khiến người ta nghe được đều cảm thấy thoải mái. Thiếu niên hít một hơi và nói, đúng rồi, là huyền hoàng đại đạo đan, ngươi thật tài giỏi. Sau đó hắn ta lại lấy ra huyền thiên cấm đạo đan, có 24 tia điện bao quanh bề mặt viên đan dược này, giống như các điện tử quay quanh hạt nhân. Ở trung tâm là một phù văn bí ẩn, giải phóng ra hơi thở cấm kỵ. Thiếu niên cười ha ha, tốt quá. Ta thực sự đã không tìm lầm người. Hắn ta thu hồi sự khinh thường, càng thêm tôn trọng Ngô Bình, nói, tiểu đệ là Khương Lâm, hy vọng về sau có thể hợp tác nhiều hơn. Khương Lâm vui vẻ lấy ra 26 quả trường sinh đưa cho Ngô Bình,
hắn ta rất sốt ruột, nói vài câu đã vội vàng rời đi. Thu hồi quả trường sinh, Ngô Bình Khế mỉm cười, xoay người trở về phòng luyện đan. Trước đây, anh đã luyện chế ra chí tôn đan do đan tổ để lại, tuy cuối cùng đã thành công nhưng anh không hài lòng vì đan dược kia chỉ có thể coi là đan dược hạ phẩm. Tuy nhiên, nếu có thể thêm dược tính của quả trường sinh vào, cộng thêm một số dược liệu kỳ nguyên và sức mạnh cấm kỵ của 16 tầng cấm, anh chắc chắn sẽ luyện chế được chí tôn đan thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Chí tôn đan cực phẩm không chỉ có nhiều tác dụng thần kỳ hơn mà còn gần như không có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của đan dược hạ phẩm vẫn còn khá rõ ràng, đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ đưa chí tôn đan cho người nhà dùng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ngô Bình bắt đầu luyện chế đan dược. Anh có kinh nghiệm luyện chế chí tôn đan, sau khi bổ sung thêm quả trường sinh và một số dược liệu của kỷ nguyên mới, chí tôn đan thực sự đã trải qua những biến hóa thần bí hơn. Ba viên đan dược trong lò đầu tiên đều đã đạt đến thượng phẩm, bên ngoài đan dược được bao quanh bởi 36 lớp ánh sáng thần thánh, mỗi loại ánh sáng thần thánh đều có lợi ích riêng. Trong lò thứ hai, anh đã thêm máu của chính mình vào đan dược, lần này đan dược đã đạt đến cực phẩm với 42 lớp ánh sáng thần thánh bao quanh ngoài mặt và 800 phù văn hiển hiện trong đan dược. Tuy nhiên, lò này chỉ luyện được hai viên chí tôn đan. Anh dự định bán đấu giá một trong ba viên chí tôn đan thượng phẩm nên đã bảo cấp dưới đi sắp xếp. Sau khi thu xếp xong, anh lập tức trở về Đại Lục Thánh Cổ, gọi Lý Dược Sư đến bên cạnh, bảo hắn ta uống một viên chí tôn đan cực phẩm. Lý Dược Sư vốn đã có xu hướng thăng cấp lên Thánh Vương, bây giờ uống chí tôn đan vào, khí thế càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh tập trung hơn. Một ngày sau, hắn ta bay lên trời để đón Thánh Vương kiếp. Thấy có tác dụng, Ngô Bình bảo Lý Thái Nhất uống viên tiếp theo. Anh cũng luyện chế thêm một lò nữa, sau đó để Lý Dật và Lý Tinh Kiếm dùng. Sau đó bốn người con trai lần lượt thăng lên Thánh Vương, kết quả là chỉ riêng Lý Thị đã có bốn Thánh Vương và một Thánh Hoàng. Khi bốn người con trai được thăng lên Thánh Vương, Ngô Bình đã bảo mỗi người bảo vệ một hướng, trở thành chúa tể của vùng đất đó. Hiện nay, lãnh thổ Đông Cảnh rất rộng lớn và mỗi vùng lãnh thổ đều cần một cường giả chấn giữ. Sau đó, anh đã gọi Lý Tử Huyền, Lý Thuần Thuần, Lý Tiểu Tiên, Lý Nhân, Hỏa Hoàng Nhị và Hỷ Bảo đến chỗ mình và cố gắng hết sức để nâng cao tu vi của họ. Việc tu hành diễn ra từng bước một, anh cũng không vội vàng mà chỉ sử dụng đan dược và các phương pháp của riêng mình để nâng cao tu vi của bọn trẻ lên đại thánh cảnh. Sau một thời gian, khi tu vi của họ đã ổn định thì dùng chí tôn đan để tiến lên thánh vương cảnh. Đương nhiên, anh cũng đề cao tu vi của Đào Như Tuyết, Nguyệt Vũ, Diệp Băng Hy, Đường Băng Vân, bọn họ đều là người tu hành, đi theo Ngô Bình suốt chặng đường, hiện tại đã có thể tự mình độc lập. Giờ đây, với sự giúp đỡ của chí tôn đan, bốn cô gái đã dễ dàng thăng lên đại thánh cảnh. Ngô Bình ở lại Đại Lục Thánh Cổ trong nửa tháng để nâng cao tu vi của người nhà. Do sự xuất hiện của một số lượng lớn chúa tể ở Đông Cảnh và có thánh hoàng như Ngô Bình chấn giữ, nên ngày càng có nhiều người đến định cư ở đây. Có một số thành thị đã chuyển toàn bộ đến đây. Hôm nay, anh đã đến Tử Kinh để thảo luận về một kinh thành mới với Tử Thanh Thánh Hoàng, dù sao thì bây giờ anh cũng là một thánh hoàng. Khi gặp lại Tử Thanh, Ngô Bình phát hiện bụng của cô ta rõ ràng đã phình lên, không lâu sau đứa bé sẽ chào đời. Tử Thanh khẽ mỉm cười, không ngờ ngươi lại thăng cấp thánh hoàng nhanh như vậy. Ngô Bình, ngày ta thăng cấp chắc ngươi cũng đã cảm nhận được, nên ta không đến báo tin cho ngươi. Tử Thanh Thánh Hoàng, đệ đệ, hiện tại ngươi cũng là thánh hoàng. Về sau khu vực Đông Cảnh sẽ do ngươi cai quản. Về phần biệt hiệu của ngươi thì dùng hai chữ Đông Huyền đi, một thời gian nữa là có thể lập quốc. Ngô Bình cười nói, ai nói hai vị Thánh Hoàng nhất định phải có hai quốc gia. Chúng ta là phu thê, từ nay trở đi, ngươi cứ tiếp tục làm Thánh Hoàng, ta sẽ giúp ngươi chinh phục thiên hạ. Tử Thanh Thánh Hoàng trợn mắt nhìn anh, hoặc, ta có thể làm Thánh Hoàng hậu của ngươi. Ngô Bình, ta không có thời gian quản lý quốc sự, như vậy cũng tốt. Tuy nhiên, ta dự định xây dựng một kinh thành ở Đông Cảnh và đặt tên là Huyền Kinh. Bằng cách này, Đông Cảnh sẽ có một trung tâm kinh tế và thương mại, và nó sẽ dễ dàng phát triển hơn. Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu, được, vậy sau đó ta sẽ phái thợ thủ công tới để xây dựng một kinh đô mới cho ngươi. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì đã có quan viên tuyên bố với thiên hạ rằng Ngô Bình đã thăng lên Thánh Hoàng, hiệu là Đông Huyền, phụ trách Huyền Kinh. Hai người nói chuyện, một ngày trôi qua. Ngày hôm đó Ngô Bình không rời khỏi Hoàng Cung. Đến tối, Ngô Bình lấy ra một viên chí tôn đan đưa cho Tử Thanh Thánh Hoàng, nói, đan dược này có thể nâng cao tu vi từ trong bụng mẹ. Nhưng trên thực tế,
tác dụng của nó đối với thai nhi còn mạnh hơn gấp 10 lần tác dụng mà tu sĩ bình thường đạt được. Đôi mắt đẹp của Tử Thanh Thánh Hoàng sáng lên, thật sao? Vậy thì nó sẽ có tác dụng thần kỳ đối với bảo bối của chúng ta. Ngô Bình gật đầu, bây giờ hãy ăn vào, vậy thì đứa bé có thể chào đời trong đêm nay. Tử Thanh Thánh Hoàng lập tức nuốt chí tôn đan vào, sau mấy phút dược lực. Đã tiến vào cơ thể thai nhi nhanh chóng lớn lên. Ngô Bình vừa quan sát vừa hướng dẫn Tử Thanh vận chuyển dược lực như thế nào. Hai canh giờ sau, bào thai đã trưởng thành, Tử Thanh Thánh Hoàng cảm nhận được cơn đau bụng và rất nhanh đã bắt đầu sinh nở. Ngô Bình đích thân đỡ đẻ, chỉ trong chốc lát, tiếng khóc lớn đã truyền khắp hoàng cung. Tử Thanh hạ sinh một đứa con trai nặng 18 cân 8 lạng. Cậu bé không có vẻ xấu xí như những đứa trẻ bình thường khi mới sinh ra, thay vào đó là trắng nõn bụ bấm, những đường nét trên gương mặt tuấn tú và đáng yêu. Anh ôm con trai mình vào lòng, cười nói, con trai ngoan, ngay cả cha ruột của con cũng ghen tị với tư chất của con. Không chỉ mang trong mình huyết mạch của Thánh Hoàng và Kiếm Hoàng, mà bẩm sinh đã có 10 tầng cấm trong cấm kỵ của nhân tộc. Cộng với sự hỗ trợ của Chí Tôn Đan, thành tích sau này của con chắc chắn sẽ không thua kém ta. Tử Thanh nói, đặt tên cho đứa bé đi. Ngô Bình mỉm cười nói, hãy gọi là Lý Tôn đi, trên trời dưới đất, nó là Chí Tôn. Tử Thanh cười nói, cái tên này có phải quá hống hách rồi không? Ngô Bình lắc đầu, không hống hách, như vậy vẫn còn rất khiêm tốn. Khi trời sáng, lại có một tin tức truyền ra, Tử Thanh Thánh Hoàng đã hạ sinh một đứa con trai cho Đông Huyền Thánh Hoàng, thế là khắp nơi vui mừng, tất cả bá tánh trong thiên hạ đều nhận được thịt và tiền. Khi con trai út chào đời, Ngô Bình dự định ở lại chăm sóc một thời gian. Tuy nhiên, anh mới ở lại được 2 ngày thì đã có tin tức từ phương Bắc truyền đến. Tin tức đến từ phía Nam là có một hoang thần xuất hiện ở đó và khống chế một số dị tộc. Giờ đây, những dị tộc này đã hợp nhất lại và thế lực của họ đang dần di chuyển về phía Bắc. Hiện tại, Thiên Nguyệt Thần Quốc đã bị nó uy hiếp, có quân đội giải rác bắt đầu xâm lược Thần Quốc. Không nói một lời, Thiên Nguyệt Thần Quốc lập tức phái người đến cầu cứu Nguyệt Quân. Dù sao thì Nguyệt Quân cũng đang ở Đại Lục Thánh Cổ, mời anh thì dễ hơn nhiều so với việc mời Nguyệt Thần. Với mối quan hệ của Nguyệt Thần, Ngô Bình cũng không thể từ chối, sau khi bàn bạc với Tử Thanh, anh đã quyết định đến Thiên Nguyệt Thần Quốc. Trưa hôm đó, Ngô Bình đã tới Thiên Nguyệt Thần Quốc. Khác với lần trước, lần này anh đến đây với tư cách là Đông Huyền Thánh Hoàng và Nguyệt Quân. Tuy nhiên, người ở Thần Quốc chỉ gọi anh là Nguyệt Quân. Anh ngồi trên ngai vàng của quốc vương, quốc chủ đứng ở phía dưới, phía sau là một nhóm quan văn quan võ. Nguyệt Quân đại nhân, 3 dị tộc lớn ở phía Nam đã đầu hàng Hoang Thần. Hoang Thần rất mạnh mẽ, hẳn là có thực lực của Thánh Hoàng cấp bai. Ngô Bình, đó chính là cường giả Tê Thiên Cảnh, bên đó có bao nhiêu Hoang Thần? Quốc chủ, có một Hoang Thần, nhưng cũng có rất nhiều cao thủ lợi hại của các tộc đi theo nó. Ví dụ như 3 dị tộc lớn đều bị 2 cường giả dị tộc và 1 vị thần tộc khống chế. Ngô Bình, ồ, có cả thần tộc sao? Tên là gì? Nguyệt Quân đại nhân hẳn đã nghe nói qua về thần tộc kia, chính là Diệp Phục Thiên. Ngô Bình có chút kinh ngạc, người này đã gia nhập thần tộc, tại sao lại chạy? Đến chỗ Hoang Thần. Quốc chủ, nghe nói hắn bị thần tộc tẩy chay, dù sao hắn cũng không phải là thần tộc thật sự, chỉ là thay đổi nửa chừng thôi, bị tẩy chay cũng là chuyện bình thường. 3 dị tộc này có bao nhiêu quân? Quốc chủ, tổng cộng ít nhất cũng có tới 1.500 vạn. Điều này không quan trọng, quan trọng là sức mạnh của Hoang Thần rất đáng sợ, chúng ta không ai có thể đánh bại được, vì vậy mới phải mời Nguyệt Quân đại nhân ra mặt. Ngô Bình nói, đúng là các ngươi không thể đối phó với một cường giả Tề Thiên Cảnh được. Vì vậy, anh đã kích hoạt một tấm thần phù, bóng của Nguyệt Thần ngay lập tức được chiếu xuống. Đây là phương thức liên lạc giữa anh và Nguyệt Thần. Chỉ có anh mới có quyền hạn, ngay cả quốc chủ cũng không có quyền hạn như vậy. Nguyệt Thần cười nói, phu quân, người gọi ta làm gì? Các quốc chủ hoảng sợ vội vàng quỳ xuống bái lạy. Ngô Bình, người hẳn là biết có Hoang Thần đang hoạt động, ta muốn hỏi xem Hoang Thần này có phải là quái vật do thần tộc các ngươi tạo ra không? Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở dài, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Năm đó có một vị cổ thần muốn tạo ra sinh mệnh mạnh mẽ hơn nên đã dung hợp huyết mạch của Hoang Thần và thần, tạo thành một loại quái vật. Nhưng sau đó mới phát hiện ra Hoang Thần rất khó kiểm soát nên chúng ta đã từ bỏ một loạt kế hoạch. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có 20 Hoang Thần đã trốn thoát và phân tán khắp nơi, đa số chúng đều đã ẩn nấp, sau đó một số Hoang Thần đã bị săn lùng. Trước mắt hẳn là chỉ có 13 Hoang Thần ở bên ngoài. Ngô Bình,
ta đã săn giết một con hoang thần trên thiên giới, hẳn là một trong số đó. Nguyệt thần, vậy là còn 12 con nữa. Nguyệt thần thê tử, ta giao hoang thần này cho ngươi. Tuy nhiên, lần này ta muốn nó sống, ta muốn nhân cơ hội tước đoạt sức mạnh của nó và dùng nó để luyện chế một loại đan dược. Nguyệt thần nhìn anh, bắt sống cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn luyện chế loại đan dược nào không? Ngô Bình, cứ gọi là hoang thần đan đi, nếu uống viên đan dược này sẽ có được thân thể của hoang thần. Tuy không bằng hoang thần thật nhưng khi kết hợp với công pháp của nhân tộc thì có thể tiến bộ rất nhiều trong tu hành. Ánh mắt Nguyệt thần sáng lên, vậy thì viên hoang thần đan này có tác dụng với thần tộc không? Ngô Bình, đương nhiên có tác dụng, thậm chí tác dụng còn tốt hơn. Nguyệt thần cười nói, làm như vậy đi, ta sẽ bắt sống hoang thần, ngươi cho ta một nửa hoang thần đan mà ngươi luyện chế được. Ngô Bình xoa xoa mũi, Nguyệt thần thê tử, ngươi quá tham lam, vậy đi, ta sẽ cho ngươi 30%. Nguyệt thần, 45%. Hai người thương lượng và cuối cùng quyết định Nguyệt thần sẽ lấy 1/3. Sau khi đạt được thỏa thuận, Nguyệt thần đã tự mình xuống Bách Vạn Đại Sơn ở phía nam, sức mạnh khủng khiếp của cô ta khóa chặt vào một hoang thần. Hoang thần này mạnh hơn một chút so với hoang thần bị Ngô Bình giết, nhưng nó vẫn không phải là đối thủ của Nguyệt thần. Mọi sinh vật ở Đại Lục Thánh Cổ đều nghe thấy một tiếng gầm kinh khủng, mặt đất rung chuyển, gió mây đổi màu. Mấy phút sau, Ngô Bình đột nhiên bay ra khỏi Hoàng Cung và đi đến một sơn cốc. Trong sơn cốc, một con quái vật cao hàng trăm thước nằm đó, toàn thân bị ánh trăng trói buộc, không thể cử động, chỉ có thể gầm lên hung ác với Nguyệt thần ở giữa không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 237.